Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu triển khai đối với lớp 1 năm học 2020-2021. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, lựa chọn sách giáo khoa cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng thực hiện chương trình. 1 trong những điểm mới trong thực hiện chương trình là việc các trường được chủ động lựa chọn sách giáo khoa. Cùng với các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, trường tiểu học Dĩnh Trì đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa một cách rõ ràng, minh bạch. Bên cạnh đó, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên cũng được nhà trường chú trọng. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tập huấn cho giáo viên về sách giáo khoa và chương trình với một môn học thực hiện một ngày theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra, các cô giáo cũng đã được cung cấp các tài khoản và các tư liệu rất đầy đủ trên hệ thống phần mềm, trang web của nhà xuất bản để các thầy cô tự học thêm. Thì sau đó thì đã thực hiện tốt cái việc chọn sách giáo khoa theo đúng cái quy trình của Bộ Giáo dục quy định. Cùng với đó, các điều kiện về cơ sở vật chất cũng được các nhà trường quan tâm đầu tư. Trường tiểu học Tân Thịnh, huyện Lạng Giang đã bổ sung thêm các trang thiết bị cần thiết như 6 TV cỡ lớn, 6 bảng trượt phục vụ các phòng học lớp 1 và 10 máy tính phục vụ cho phòng tin học. Việc đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất có ý nghĩa quan trọng đối với việc dạy và học. Cơ sở vật chất này thì có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với lại bản thân giáo viên và học sinh chúng tôi. Thứ nhất là giáo viên chúng tôi cũng sẽ giảm bớt được cái khâu là chuẩn bị những cái thiết bị trước khi lên lớp. Đối với học sinh thì là tôi cảm thấy là nếu mà thay đổi như này thì là học sinh sẽ tạo được cái hứng thú cho các em trong giờ học. Để có được kết quả tích cực này chính là do sự chủ động và chuẩn bị kịp thời của nhà trường. Từ năm 2019-2020 thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để chuẩn bị cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì nhà trường cũng đã rà soát cái cơ sở vật chất, ưu tiên cho cái lớp 1 đủ phòng học và các thiết bị dạy học. Phòng học thì đảm bảo đủ để dạy 2 buổi trên ngày, bàn ghế thì đúng quy cách. Và sách giáo khoa, đồ dùng thiết bị dạy học thì nhà trường cũng trên cơ sở học sinh bước vào năm học mới, thì nhà trường cũng đã đăng ký đầy đủ để cho phục vụ tốt nhất cho các hoạt động dạy và học của thầy và trò. Để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã sớm chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục chủ động các điều kiện. Đối với việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới mà bắt đầu đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã có những cái chỉ đạo hết sức cụ thể trên cả 3 cái lĩnh vực, 3 cái nội dung căn bản. Một là chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, hai là chuẩn bị về cơ sở vật chất, ba là chuẩn bị về chương trình sách giáo khoa. Đến thời điểm này, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho khối lớp 1 trên cả 3 tiêu chí về cơ sở vật chất, việc lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng cán bộ giáo viên. Đây là một điều kiện quan trọng giúp cho việc triển khai thành công chương trình trong thời gian tới.